We have a mission. To kill pumpkin. Kill pumpkin. See? See you tonight. So that means to kill pumpkin. Em lấy đồ vẽ cho nó dễ. Yeah, you have one already. Yeah. So you scoop it, baby. You will scoop it. Yes, good girl. Rồi nào, okay. Nào có vẽ vẽ. Đây, tôi làm. Minh nào ra đây mẹ chỉ. Chào Gia Lâm. Này biết Gia Lâm qua đây đem quên cái vụ. Cái gì? Cái mắt con bị gì vậy con trai? Nó bị mắt con bị mắt, gì vậy? Mắt bị gì vậy? Cái này là biết mô to của con nè. Thôi mi lại thôi đoàn, thôi mi con đi ra ngoài đây để cho Di Nhi cắt. Tại vì cái dao đó nguy hiểm, mới trượt một cái là chết. Thôi mi để con đi ra hướng bên đây, Di Nhi đang cắt bên đó. Thôi đi qua hướng bên đây cho nó an toàn. Rồi, cái to của con làm phải không? Mẹ đóng cửa lại kìa mẹ, đóng cửa. Bà đi con. Đây, bà đi con. Thu Mi chào 1, bà chưa? 2 3 4 ủa mới có 4 cạnh mà. Không sao nhỉ? Cái nào cũng được nhưng mà đừng có cắt dài quá. Ý là đừng có cắt dài quá là nó ngang ngang vậy thôi, đừng có xuống dài quá nó sẽ làm thay cái mặt của cái bí ngô. Bí ngô. Đâu có cần thơ phạt đâu. Ok. Rồi. Bí ngô. You're making pumpkin. You scoop pumpkin. Scoop it. Yeah, Thu Mi muốn scoop hả? Đợi chút nha, gì như vậy xong rồi mẹ cho con scoop trái đó. Xong rồi cụ khiết Minh một trái, mỗi đứa một trái. Yeah. Mua một trái này bao nhiêu? Dạ, một trái có 5 đồng à. Ủa rẻ vậy? Em là đi farm là chỉ có một trái thôi, còn hai trái kia mua ở BC cho nó rẻ. mua từng chân có lý trái, có lý vẫn để cho Hà My đi chọn một trái, Hà Thu My chọn sau nó tụi nó vẫn có trái không cần tụi nó chọn mà vẫn có những trái không cần to của mình mà vẫn rẻ. Ủa vợ trong bi chơi nó rẻ dữ vậy hả? Trong bi chơi nếu mà chị mình đi đầu mùa phải chừng chân em đó nha bé. Ba gì nha, nó đứng nó canh chừng mà. Một trái ý là chân của nó đó, thấy sợ nó bị chặt một trái là 6 đồng đó. Được giảm 1 đồng thì một trái 6, 1 trái 5. Trái này 12 đồng. Mày lấy cái hộp này về rang không nè, mẹ xin nó. Yes, đi. Yes, hộp này về rang đó. Hôm nay em giữ lại rang mà. Em không rủ bé Thanh hả kìa? Không phải rủ, ấy rủ mà đâu có chạy vô chợ nó được đâu. Rồi, Thích Minh đang chơi bên kia. Xin lỗi. Con sao con? Con làm thì con cứ làm thôi. Bữa nay là mới có bao nhiêu? Đâu, con có một tuần nữa, đúng một tuần luôn á. Tuần nữa mà, ngày 31 rồi mà. Nhưng mà bây giờ trang trí là đúng rồi mà, người ta trang trí từ 2 tuần trước nữa đó. Mình làm vậy là cũng là đúng rồi đó. Là tại vì chẳng sớm đâu. Không có sớm mà tại vì nếu mà đợi một hai tháng con mà mấy lại trong cùng học quá đi đa. Được. Ok. Ồ. Không sao nhưng không sao, miễn sao làm ra nó nắp được rồi, không sao. Không không mày quất cái hình tròn đi là cũng được vậy. Hình tròn khó hơn hình sao. Ừ. Em đang đợi để được nó khó. Rồi. Coi mấy cái lá hồi hồi vẽ kia. Ơ coi trên té coi. Em có sao không? Không à, em khiết Minh á. Thì đó, thì Hà My nó hỏi ha, Hà My hỏi em khiết Minh phải không? Hà My biết mà. No. Ừ. Có sao đâu con ha. Cái này mà hộp thì rang đã ha. Eo ơi. Lớp giấy kỳ hả? No, it's fine. It's clean. And fast. Baby. It's fast. It's clean. It's not just a boy. It's slimy. 1, 2, 3, 4, 5. Counting for the star. Sao baby? Octopus? Jellyfish? Cái người mà gọi là cắt cái là cực. Who are you? Không sao. What you custom for? Dinosaur? A turtle? Dinosaur. Oh, dinosaur. Not dragon. You love dragon, right? Dragon. Oh, really? Bé Hà My cứ đọc một bước đi chứ.
Good job, Sissy Minh, you good job. You 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 know how to pray. Đang học tiếng Anh lần đầu. Ồ, oh, hàng gì? Nhưng mà chắc nó lên thông bà nội nó không? Nó học tiếng Anh, còn cái việc là tại bà nội hay là hồi đó hay đọc kinh với nó. Hay là bà ngoại. Hay là bà ngoại hay đọc kinh với nó luôn. Hai bà cháu, hai bà cháu đọc kinh. Ừ, đọc rõ giỏi. Và nhưng mà nó chỉ có thắc mắc là ủa trời ta lúc mà cầu cho linh hồn cho Akin thì nó ủa ông Minh mà thì nó cứ quay lại nó hỏi gì mình là ông Minh mà ông Minh đây là cho Akin á. Buổi tối đọc kêu cầu nguyện cho ai, nó kêu cầu nguyện cho ông Minh, cầu nguyện cho gì đó gia đình. Xong rồi mà sao nó dứt nó ra trời, chắc đè xuống không? Từ từ sao con Bibi quá quá con muốn hỏi gì con không biết tất cả mấy cái bài khác dạ nhưng mà you know that's one that's a lot already con biết nhiều rồi take time to know the other one ở nhà nói tiếng Việt mới nói đi. Giờ lên nói tiếng gì vậy nó? Nó nói tiếng gì không á? Con nhóc kia thì nó nói tiếng Anh không à? Con nhóc kia nói tiếng Việt cho nó mà nó trả lời tiếng Anh thì con thua chứ làm gì. Con nhỏ kia ngày hôm qua hả hỏi nó con nói con gì nó hỏi octopus. Mà hỏi are you sure? Tao về tao chạy xe về mà tao nhớ là tao vẫn còn mất. Ờ, oh, good job. Oh, beautiful. Beautiful. Đẹp quá. Rồi, Thu Mi đang bắt coi. Oh, đẹp quá. Ngôi sao nè. Ngôi sao đó con. Rồi, để coi. Big girl. Wow, that's good. Bà kia bà ham hố cho đã. Giờ có đồ chơi. Well done, Nhi. Thu Mi đi ra đây. Nó chạm hai cái luôn kìa. Cái này dễ khác được không? Dễ cái gì cũng dễ. Cho nhiều cái góc hơn không? Không cực hả? càng nhiều góc là càng cực. Bởi vậy kêu miễn sao cắt á là tại vì ngôi sao là nó góc cũng được, cái nào nhiều góc cũng được sao đâu hả? Cái này quả này nó bự mà nhiều góc cực cắt cực thôi chứ gì đó, cho nó nhiều quá đa dạng á, mà cho nó đa dạng à. Không lúc đậy lên không thấy gì hết á. Ồ vậy hả? Ồ vậy thôi vậy không vậy là lúc đậy lên là chỉ thấy cái mặt mà mình cắt ra thôi à. Hay là mình cắt ra gì thì thấy nó thôi, chứ còn này là lắc lại lắm. Nghe cho sáu mặt luôn. Cái nào dễ cắt thôi. Hai đứa ra đây móc rồi. Hai đứa đi móc bông kình, người ta đi móc bọc, còn tụi con sang hơn tụi con đi móc bông kình. Đi móc bông kình nè. Mẹ quay cho tụi con cái chứ mà. Này cái đồ gõ con. Rồi, đây. Đi ra đây nhìn một người móc bông kình nè. Từ từ nha, coi dừng giật một cái là rồi hai cái con khủng long kìa. Khủng long với lại chờ cái gì Kiếp Minh cũng giống khủng long. Kiếp Minh là con gì ta? Con gì ba năm trước không nó... chó hả? Con chó hay con hề? Con Penguin dữ lắm. Penguin. Penguin đâu có đi đâu không? Dinosaur. Em ơi. Yeah. Yes daddy. Thumi là khủng long luôn và thích. Nè giờ dễ cho con á. Không có chi. Rồi nhà vô cho biết hương vị của người ta nè đó. Okay. Em móc mỗi năm chứ cũng không phải có nghệ thuật hả? Không phải có nghệ thuật. Mệt móc mỗi năm rồi đó, bình nhà cho móc đi. Họ để làm gì gì rồi hết rồi. Chưa. Móc quá. Mày quay ai vậy? Không mày gì cái này em đi. Phải cạo ra sạch sẽ nó mới không có bị máu túi chứ cái này á, hỏi thường người ta hỏi làm sao phải làm trước một tuần á là tại vì để lâu quá cái nó bị túi á. Trừ khi là mình phải bỏ gì đó tẩy mít gì luôn á thì nên làm trước một tuần thôi. Nhìn coi chừng chập đi rồi. Bây giờ nó có trường tóc bông cần chừa cho nó, con mày không? Nó mổ bông kình mà giống như nó mổ heo vậy con kìa. Trời ơi, cái này y chang cắt dưa hấu luôn á chị Bình. Không, cắt dưa hấu dễ hơn. Nó còn nặng hơn. Nó chắc quá trời. Nhưng mà đúng là nghe cái bông kình này ăn không ngon.
Không, cần này đâu có để ăn. Không ăn được. Cần này không ăn. Pumpkin này người ta trồng rồi để làm này. Ủa mà không có ăn qua giờ chưa thì con biết không ngon rồi trời. Không, chứ không chắc chắn không ngon luôn chứ bạn. Tại vì nhìn thấy nó sốt sốt như vậy nè. Nhưng mà không chừng này á, mình ăn sau khi mà mình làm xong hết mà nó có đựa giấy á. Tao nói cho mày nghe, hôm trước đi ra hái á, đi hái mấy trái nhỏ nhỏ về thôi, để lâu quá tao bỏ vào tao cắt, tao nấu tao ăn. Nếu như mà mấy trái nhỏ thì ăn ok. Ok cái gì mà ok, tao đổ nguyên nồi canh đi. Sao cái này nữa nè. Ủa lẹ vậy, sao cái này có kinh nghiệm vậy? Có kinh nghiệm, kinh nghiệm vậy bạn, kinh nghiệm vậy bạn. Mưa quả thứ 4 rồi cho nó gì coi. Mày kêu con mày ra đi đi. Rồi Kim Minh ơi, ra đây. Móc ra đây mà xem. Không đi làm không? Ủa nó đâu có hồn bao nhiêu đâu. Không, không, nó mà chiếu vô đây, mà chiếu vô đây. Nó trống rỗng mà. Rồi. Nè, Umi đi ra móc pumpkin không? Để ta móc cho. Này, trời ơi, bà Lân, bà Lân chơi mấy cái đi, bà Lân cũng... Móc cho nó biết hương vị với người ta. Bà Lân nói ra đây, thấy thằng cháu không chơi, để bà chơi. Để ai? Kim Minh, Kim Minh ra chơi đi con. Thương My ra đây móc nè. Thì không móc hương vị không nè. No. Ok, no. Okay. Con ở trong xong anh take over cho cháu. Nè, nè, nè. Mỗi người một trái cho nó dễ chứ không. Coi chứ móc cũng đâu có dễ đâu đó, thấy chưa? Thấy chưa? Đây, đây, chưa? Đây. Tưởng chừng dễ nhưng mà không dễ đâu. Kiếp Minh đi ra móc con. Nhiệm vụ. Ra móc bọc con. Đi. Nhiệm vụ của mấy con. Con nhiệm vụ chóp của con sang hơn người móc bọc nha con. Con móc cái này mà kinh nghiệm rồi, móc là bọc đâu rồi móc. Móc bọc dễ hơn con. No, keep building this. Yeah, no, nó đã ấy vô rồi là nó không thấy đâu. Bảy Thương My đang đứng đây đợi cái tự nhiên thấy là Bill cái chơi luôn. Sao? Lạc đè rồi con ơi, con lạc đè quá luôn rồi con ơi. Em đi xa quá. Đó, thấy không? Thấy không? Ừ. Bà, thấy không, lọt dĩa hết trơn à. Đó, chuẩn bị lát hồi làm mắt mũi tai mũi họng gì cho con bông kình này. Ơi đây nè, bên đây Hà My coi vậy chứ móc chưa nào nhiêu Hà My ơi, chưa nha con. Coi vậy chứ cái này chưa sạch nha. Ăn không ngon đâu. Cái bữa hôm nhỏ nhỏ vậy chứ mà ta nấu ăn đâu đụng đi đâu mà ăn được. Ăn nó dở lắm. Ừ thì đó. Good job girl. Keep going. Keep going. Oh no. Con nói gì? Trẻ nhỏ nó đi đâu? Nghe tiếng mày thân mà đang có tỉnh mạch mũi mày đâu. Nó đang làm bếp. Đám đen. Đây là pumpkin, air pumpkin. Nó trang trí của hoa hoành tráng. Đi vô chính giữa nó né ra cho mình không vậy? Đó, nó nghe cái e, nghe e, nghe e. Không, nó không né vô, nó dính chùm nguyên dòng họ của nó. Đó. Ủa này bông kinh thiệt hay giả đây? Để gõ gõ coi. Giả. Giả luôn, nhìn đẹp quá ha. Chỉ có ba quả thiệt này đang làm trong đó thôi. Này cũng đóng giả luôn, treo thiệt là rớt hết rồi. Không, nó nói rồi đâu phải không cho nó cạo đâu. Minh ơi, về nha. No. It's not a question. He is basic. Nhưng mà tối nay có ngủ đây không? No. No, giờ đi về, giờ đi về. Bây giờ đi về nha. No.
mami. No, mami. Giờ khi mình ở đây với Vivi phải không? Khi mình ở đây với Vivi phải không? Con sao? Con chở đồ đây chưa? Được không? Bạn còn chơi hăng say hơn con. Con bạn làm giỏi lắm. Không có cái gì trong đây à? Hết rồi chưa? Chưa, con phải cạo cho nó. Cạo thêm nữa con, cạo cho mấy cái mà mấy cái dơ cái dơ cái hả? Ủa gì cạo được rồi, cho gì vô đây? Không có cho gì hết, để lát hồi làm mắt làm mũi á mà. Cắt xong rồi mình bỏ cái đèn cây, bỏ cái đèn vô cho nó sáng lên. Chứ mẹ để mà nó nhập nhằn mấy cái đó là nó dễ bị hư á, không có để được 2 tuần hay là gì đó. Rồi, thoải mái hơn con, rồi chạy chơi rồi cạo. Cạo con kinh đi. Đứa nào đó? Ơi, cạo đi không? Rồi sẽ cởi luôn hả? Kỳ vậy? Con đi phi hả? Rồi chạy vô chạy. Ok, go đi con. Vì mình không quay con đâu con. Quay thì mất thực sự. Không, không có đâu quay đâu. Trời ơi, mẹ giống bào dừa quá. Rồi mày quay đi, mày quay đi chứ. Quay giờ tao tao cào miếng đầu tiên, tao cào quả bí ngô, tao mua bí ngô về tao để chơi nguyên quả, chơi chần dần luôn á. Lần đó mình để nguyên quả chần dần chứ nó làm gì đâu. Cào trời ơi, cào dễ mà nè, cào á là chị mình phải cào mà sạch đó sạch sẽ luôn. Ờ thì đâu có khó đâu, chỉ là lâu thôi. Dậy cũng là giống như bào dừa thiệt á chứ. Nè mẹ, chém dần cái nó ra nè. Nè dây nè, dây trời đất ơi. Dễ như ăn cháo vậy. Đâu, cái này có, đâu có khó đâu. Nhưng mà mỏi tay. Gọi là tốn thời gian chứ đâu có khó đâu. Ôi, ủa có vụ rồi vô trong đó còn ca đó hả? Ca đó hả con? Đâu nó đang rửa tay, nó hát phải đủ hai lần happy birthday. Nó mới đủ 20 giây. Còn đà, không khao giờ được. Hả? Ô được nè, thấy chưa? Thì ai nói không được. Được là sẽ được thôi, ngồi cạo tiếp đi. Giấm mì, giấm mì. Giấm mì mới ngon. Giấm mì. Giấm mì. Phải nướng trước mà. Ok. Tắt nha, ngồi coi thôi được không? Cái đó sạch lắm rồi mà, cái cạo sạch lắm rồi mà. Dư còn dừa lắm con ơi. Còn dư. Mỏi tay thôi chứ. Nè, thấy chưa? Si, dì Bình, cào. Bây giờ muốn cào mỏng luôn rồi, cào luôn chưa? Trời ơi. I have my green. Con chưa have the green, con muốn bẻ hết không? Con muốn bẻ hết không? Good job. Không. Bẻ không vậy kìa. Ok, Thương Minh bẻ. Được quá. Được rồi, good. It's good. Thương Minh bẻ. Dạ, Thương Minh bẻ hướng đó. Vừa bẻ xong rồi bẻ cắt được nha con. Bẻ mà đừng có dễ dễ con snake đi con. Không, how can you make a snake? To me chỉ biết vẽ tròn tròn, không biết vẽ gì khác, chỉ biết vẽ tròn mấy cái. Vẽ tròn thôi hả? Ok, not bad girl. Vẽ tròn cho mẹ khó không? Trời ơi, Thumi vẽ cái quả lọt lòng bào lọt lòng của vẽ con rắn trong nhà của mình về mình đó con. Con rắn nhỏ quá hả? Lát hồi vẽ sao mà bị cắt không được. Bự lên con vẽ nhà lòng coi. Ồ, nó vẽ nhà lòng luôn kìa. Ồ, good girl, good job, keep going. Con vẽ cái nào tròn đó con. Yeah. Vẽ cái nào tròn tròn đó, dễ ấy lắm đó. Ừ. Nó vẽ mà đúng rồi. Sao cắt trời. Ừ đúng rồi. What else? Cái con dâu cho cái bí thật. That's good. Chúng em lát rồi mình chưa giờ đó con. Ok, that's good. Vậy con làm gì không? Mở tay rồi hả? Rồi bà bó tay rồi, bà bó tay rồi. Rồi vậy thì lột lấy ra, múc ra. Bỏ đâu? Đây là giỏ thôi, giỏ thôi. Rồi bà đó vô đi ra lấy đồ ăn vô lấy hâm đi.
Dạ. Thu Mi vẽ không? Hay là sao? Thu Mi vẽ thêm nè, rồi mẹ cắt chân. Cho đó hay vậy thôi, để gì vẽ thêm nè. Nhìn nè, không có gì đâu. Đúng rồi, chà, bánh quy, bánh quýt, ít bánh bánh quấy bột luôn con. Ừ, quấy đi, quấy. Ừ, yeah. Oh yeah. Oh yeah. Xong chưa? Mẹ mày cũng chịu khó như mày quá. Good job, con. Give me five, give me five. Baby, give me five. Good job. Ê, vậy sao cắt? Mày dễ vậy sao cắt? Dạ cắt đi. Cắt mình cũng chết liền á. Good job, girl. Ừ, lấy ra đi con. Cỡ 8 giờ mấy, ở quên 9 giờ mấy thì ghé em, giờ nó ngủ chưa? Nó có hẹn đâu rồi. Ôi tì à? 9 giờ mấy? Ờ, tự nếu không có thì ghé lấy cái kia. Cho em đi rồi, nếu như chút nữa mai cũng được, mai chị Bình đi chơi chắc không chắc không đi xuống cái đó được. Mai đi cái đó không biết về đâu có về sớm. Không muốn thêm đường để em để ngay vô trong cái hộp thư không? Hộp thư nó nằm ngoài hay sao? Hộp thư nằm ngoài nhưng mà để coi có giường. Chị có gì chị giao liền qua cho. Chị bắn tiền qua sao? Thì có gì nếu như mà em bỏ vô dược thì có gì nhắn qua chị cho mình. Yes please. Cho si về si đo luôn sáng mai hay tối nay luôn cho rồi. Rẻ quá hả? Quá rẻ. Có coupon vô nó rẻ. Yeah. Original của nó là 58 năm mấy rồi. Chưa thuế nữa. Bén mà nó không có gì hết. Nó à bên nó không có bằng mà nó này cứ bị gì đó nó bị te ra phải không? Cất đi con. Coi như múc thôi, mình múc thôi. Con gì dùng cái này múc ra. Nhưng mà dùng cái đó. Biết rồi, bà nói con nói hiểu không? Mình cào cái này á thì nó không có nhẵn. Hiểu không? Nó không có nhẵn giống như cái này nó nhẵn rồi, nó không có bị tưa. Rồi bây giờ bà cào cho con. Mẹ chỉ thích mình nè. Bây giờ bà cào cái này nha. Đó, nó tưa tưa ra thấy không? Thấy không? Cái này thì nó thẳng. Con kiếm gì con kia. Cái tay cạo này thì con thẳng nè, thấy không? Đúng không? À rồi đó thì con nhỏ nó đâu có cạo. Không sao, không sao. Cái này nè, cái đường dao của mẹ. Mẹ không có cắt chính xác theo cái của con nên con đi theo cái đường dao của mẹ, hay cắt lại được. Đó, thấy không? Con thấy không? Đó, đường dao của mẹ có sẵn hay gì? So tới so lui là con cắt nó ra được rồi nè, thấy chưa? Dạ, nhưng mà nhớ hold it tight nha. Cầm chắc nha, rồi con giữ. Con không sao con. Cầm chắc rồi con giữ trái bí ngô rồi đó, con so. Go ahead. Good, sewing, yes. Đó con so thấy cái đường dao của mẹ là sẽ được thôi, đây rồi con. Go down cái đường dao của mẹ. Con cứ đi theo cái đường dao của mẹ, con thấy cái đường dao của mẹ này. Không sao. Thì từ từ làm nó vậy. Cái này mấy đứa nít nó phải mình phải đi theo nó thôi, không sao. Good job baby. Đây rồi. Very good. Đúng rồi con. Đó. Rồi bây giờ mình vẽ gì? Mình đang tính vẽ cơ rơ chuồng bích nè, diamond nè, hết nè. Patient, cái này là phải patient, không phải từ từ thôi. Dạ, trời ơi, mới đầu mình tưởng đâu mấy cái này là chắc hộp nhiều lắm, chứ cuộc hộp đâu có bao nhiêu. Đó, đúng rồi, hai mẹ thấy không chưa? Đó, để mẹ muốn vẽ gì? Chiếc xoài, yeah. Hả? Cái này, đó, cái gì? Muốn làm hình thù cái gì? Đây được chưa? Nghĩ cái gì khó một xíu? Giảng dôi ha. Em mà còn chưa có cắt được kia mà còn đòi khó. Thì khó quá thì bỏ. Rồi, để khoan rồi. Rồi, đó, thấy chưa? Dạ, yeah. Có muốn về đẩy ra thử không? Giờ yeah, làm there you go. Yeah. You got it. Uh-huh. Can I cut? Yeah, đó, còn cái nào ấy thì con cứ tỉa cho nó hết như là đó. See? There you go. Được con mắt rồi. See? Can I do it, baby? Ready? Yeah, Hami cứ nhìn theo cái đường dao của mẹ. Ủa sao dễ đi? Còn hai quả kìa. Cũng dễ gì? Muốn vẽ cái gì mà vẽ gì mà nói chung là khắc được, hiểu hiểu không? Nè mai cầm đi con đi vẽ cái đó. Ôi trời ơi,
Khi mình không thì mình ăn. Con muốn thì con nói nè, con muốn thì con nói nè, con không có khác nè. Đàng hoàng. Con bỏ vô đàng hoàng thôi. Con bỏ lại nha, không có la nè ha. Ok. Tham đâu. Cho em bỏ vô nha. Ok, good girl. Là làm theo tuổi. Không có sao đâu ha, biết ha. Ủa cái thằng này ai để mặt hình như vậy là khác biệt hả? Ta. Rồi, ta sẽ làm gì? Ta sẽ làm ở đây cái con dao. Ở đây con dao phải không? Không, con dao đó là tại vì dùng cho hành lý để cho an toàn. Chứ còn thấy dao kia nó cắt nó là được. I just went off the. Không sao con. Ê, bẻ cơ đồ chuột bít. Đó, sáng nghe rồi đó. Chuột bít thiệt á. Cơ nè. Ô, con cái này cũng bé, con vừa cũng bé Hà My mà. Thôi nó ngoái chị em đâu có bẻ khác được. Ngoái cái kiểu đó thì cơ rồi đó. Dạ cơ. Rồi con này con bít. À con cần bít à, anh bít bít. Con bít canh gì? Ê, sát vô một chút nữa. Sát vô một chút. Để cho giống như lúc mà quay ra một mặt đó là thấy nhiều rồi. Cái này xa quá. Vô rồi đó. Rồi không muốn để bốn hướng thì để bốn hướng luôn, không khe. Để bốn hướng đi. Ok. Để mấy cái nhỏ nhỏ nè. Ok rồi. Trời má ơi, năm nay bà bạc dễ sợ luôn. Tôi dễ hành à, tôi dễ. Đem cái này ra tặng ngoài Bắc Minh đi. Tôi dễ hành hành tinh trên đây nha. Ok. Cho ủa hả ừ, có một cái đợi chút có thêm cái nữa mà thôi để như đợi như luôn để ôm tham hố cú xuống cái đầu anh thương mi muốn cắt hả thôi bao thương mi cắt mấy sợi này nè ra đây mẹ cho cắt mấy sợi bí nè cắt không chuồn con chuồn để nhớ coi nó ba con clock ba hình cái cây á như hình cái lá đó, cái lá hình cái lá nhưng mà ngay cái lá nó có ba cái nữa không dài nè dây nè bà mở lên giùm tôi coi giống như hình cái cây á I know ba cái nhưng mà cái góc đó, nó có cái ba cái không đây cái phone rồi đây nè mở con gì để clock á clock heart thì clock heart diamond này nó sẽ ra được cái hình nó vậy nè mình nhớ vậy nè nó chỉ là ba chỏm thôi ăn được rồi ok đây đó giống như cái cây cho mình nghe nhé để tìm con nãy con đẩy cái này vào đó nè ok dùng cái cành dầu trước xong rồi dùng cái cành dầu này nè đẩy vậy không đẩy nhưng mà phải cắt cho nó hết cái mấy cái này không sao con cái số khác không sao mình sửa được không no nó chính dinner time cho mấy nhỏ xuống trước Di cắt đi rồi để tao cắt sếp đầu bếp ra chính kêu rồi kìa cất everything mẹ không làm cho con đâu con tự cắt đi rồi hả wow đẹp quá bác everybody just go down and eat ok say dạ dạ nó ghê quá mà chứ nó mặt nó kêu nó bảnh quá chứ mặt nó kêu kìa không cái đó thu mi thu mi kêu hả everybody say dạ everybody say dạ con nhỏ nhóc nó phát biểu vậy à tại vì bắt nó ở nhà dạ bởi vậy giờ everybody phải say dạ kêu không dạ là không được mấy em thế nha mày giờ khắc mày mới nữa ê mày tao tưởng mày làm này rồi mày khắc luôn mà hay là cho Kiếp Minh xuống ăn đi Kiếp Minh đi xuống cho nó ăn đi mấy cái hàng mà ăn hết rồi it's okay hàng cũng gần xong rồi Đúng rồi xong ngày cứ nô. Coi, đúng rồi, ok, coi mày đọc một cú rồi đi xuống ăn nha. Xuống ăn đi. Cào mà mỏng, cào đi mỏng thì mày dễ cắt lắm. Đây mày đọc cho con. Chăng. Sao. Khó rồi. Vẽ một mặt đó mình ơi, vẽ lúc mà ấy ra nó mới thấy được cái mặt hơn trước. Hả? Giống như vẽ một mặt thôi, đừng vẽ bốn mặt giống như móng. Ok. Tao vẽ không? Tao vẽ gì mà? Truck. Tao vẽ theo chủ đề planet orange, mà. Ừ. Trăng, sao. Nhưng mà gần nhau á, chị mình vẽ gần nhau thì giống như là lúc mà để đèn sáng vô á. Ở ngoài đường người ta chỉ thấy mình có một mặt thôi, chị mình hiểu ý em nói không? Thì nè, thì đang kia mà. Màu gì đây?
Rồi mặt trời. Sunflower. Đó, xong rồi cắt luôn đi. Thầy Mi xong chưa? Red. Cái mũi không phải dễ cắt đâu Horn nha con. Mũi này khó. Lily. Pom pom. Oh nè. Flowy. Oh. Apple, blueberry. Okay, blueberry. Còn cái này như vậy. How much does he know? Banana. Chuối. Still learning. Chuối. Cái chuối. Chuối. Nói này gì nữa, tiếng Việt là gì? Chuối. No, nhưng mà còn nó còn gọi là gì? Plummy. Dâu. Dâu. Còn trái này là gì? Apple. Nhưng mà còn là tiếng Việt là gì? Apple. Táo. Táo. Rồi, cái trái này trái gì? Cam. Cam. Cam, đúng rồi. Okay, con gì đây? Bướm, đúng rồi. Con này con gì nè? Đây. Con này con gì? Ve. Ve, đúng rồi. Con này con gì? Không phải, con này con ông. Chồng gì chứ? Ông. Con này con gì? Có vẽ, không có vẽ gì. Không dám đâu, chị Bình vẽ sao là chị Bình cắt thôi em. Con này con gì? Cắt đi cho biết cảm giác. Đó. Rồi. Ngoài hai ba hành tinh mà mình nhìn thấy thì là còn cái gì nữa? Đi xuống ăn nè. Trái đất hả? Trái đất vẽ sao tròn? Tròn do thôi. Cái này là mặt trời. Ăn đi, ăn đi. Cái này là ngôi sao. Cái này nếu mà đại vẽ mặt trăng mà tròn do đó thì bà con không biết cho nên là phải vẽ lưỡi liềm. Bây giờ vẽ quả đất nha. À, quả đất. Cái bông kình là quả đất rồi. Thôi kệ cho nó vòng tròn cái nữa đi. Còn hai hũ cơm nữa anh. Mẹ ơi, mẹ để cái này ra cho con được không? Được, đây mình để cho. Trái đất này là của chúng mình. Thôi sao cho nhiều nhiều đi ha. Cho thêm một ngôi sao nữa ha. To như vậy gió thổi một cái là tắt. Ồ vậy hả? Rồi sao đây? Thì dùng cái đèn LED không cần. Vậy thôi con sẽ cho một ngôi sao nhỏ đây thôi. Thầy mới gây đi rồi lắm mình cắt cho nhá. Sao? Còn cái gì nữa không? Ai biết. Sao hả, sao kim gì nó cũng tròn thôi mà phải không? Mình nhìn cũng thấy nó tròn thôi mà. Ngôi sao này nó phải 5 cánh. Năm biết con đang nói cái khác. Phi phi phi. Phi phi. Vậy cho điện sạc nha. Cho Thunderline nha. Hai ba thân đồ lai. Thân đồ lai, ok. Thân đồ lai là đi chớp không? Dài. Xẻ. Ok. Đó. Muốn mang cái thân đồ lai. Sao còn ai khắc thì mình không biết, dám không tự khắc đi với mọi để cho biết để mà dễ cho nó vừa phải nè, tự trừng phạt chính mình hả? Mặt trời đó là khắc hơi bị đuối. Nó chắc cho ăn trước quá, để muốn đi ra ăn trước thì đi ra ăn đi. Hà My gần xong rồi. Hà My gần xong rồi. Dạ con. Hà My gần xong rồi. Con nói gì? Hà My nói gì Bình vẽ đẹp. Vẽ đẹp mới ghê đây nè. Ugly. Thank you. Hà My cần giúp không? Cho hồi. Làm sao? Nhưng mà mấy cái đồ của Thu My. Của Thu My vẽ vậy sao gì được cho nên là cứ bỏ chỗ là... Mấy cái đồ của Thu My vẽ mình đâu có làm. Em nó quấy. Em thấy bột ở trong đó mà con. Rồi mày tắt đi mẹ. Mày tắt đi, lát hồi thấy thành quả thôi con. Mình đang làm tới hành tinh mặt trời, mình mới làm ngôi sao xong.
ngôi sao thì là mới làm xong ra đó, thì cái lấy ra thì thành ra là starfish, right? Bây giờ là tới mặt trời, chắc ta làm xong cái mặt trời này ta biến luôn quá. Không, nó sẽ giống con. Còn không có, hôm mai ta quay lại ta mừng tiếp thôi. Sun, à, mặt trời nè. Con rồi sun cái này là dải ngân hà nè. Không thấy gì. Con đợi gì mình xíu. À, cái này là trái đất nè, trái đất đâu có ai nó biết được là trái đất nó tròn quay hay là nó hơi méo méo xíu đâu, đúng không? À, rồi đây là mặt trăng. Half moon. Okay, so let's see that I can finish whatever. Most difficult and most easiest. And I will leave the rest for your mom. You are winner. Okay, rồi không sao, cái đó ngày mai không biết đâu. Show gì mình cái nãy con muốn show rồi. Nào show me that. Ok, cái đâu cái quả tim kìa, con nãy con muốn xô chị Bình cái quả tim đó, show me that. Mẹ mấy cái này mẹ chưa có cắt, nên nếu mà con cắt đây, con quả tim. Dạ, phải là mẹ nha. Ok, rồi. Thôi mình bắt tay vô làm đây, không biết kịp mà hết cái mặt trời này không đây. Để thôi rồi. Ao 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 ao. Nó đang ra đó. Nó đang ra, nó đang ra. Mặt trời bé con ơi ra đi. Ra đi. Almost, almost there. Thu My con lấy không? Hà My lấy không? Thu My đứng vào ngoài đây. Đừng quan đi. Oh, đẹp quá. Gì vậy con? Cẩn thận nha. Đâu rồi thấy chưa? Ai mượn vậy? Nhiều trò ha. Are you okay? Đâu mẹ đang nhức đầu. Tại sao mẹ nhức đầu? Mẹ đâu có biết đâu, tự nhiên nó nhức đầu thì nó nhức sao đầu. Sao mẹ nhức đầu? Hôn mẹ ăn cái đi. Hôn từ sáng tới giờ rồi. Ồ, thôi mẹ nãy mẹ ăn rồi thôi mi, cảm ơn con, được ha, mẹ ăn hết đi, rồi ăn hết xong rồi ra chơi chút xíu để thi nha. Thôi mi có dọn cái chu chu trend chưa, dọn trend đi rồi xong rồi con mới lấy thêm puzzle ra, nha không? Không keep it. No, mình không muốn keep it today, nha, mình dọn rồi. No, thôi con đừng có đổ thừa phít nữa con. Đây. Mặt trời. Giờ đến là mặt trăng. Rồi. Rồi là mặt trăng nè. Trái đất dễ rồi, nguyên vòng tròn dễ rồi. Một vòng tròn thôi con, không có cần phải vòng vo như cái quả cái mặt trời này. Nè, trời ơi, mặt trăng thì dễ òm. Đó, đây là mặt trăng nha. Mặt trăng, ngôi sao, mặt trời. Đó. Gì vậy con? Rồi bây giờ con muốn làm gì? Bay hết rồi. Bây giờ nó bay hết rồi. Nãy giờ dì Bình quần tới quần thôi. Bây giờ dì Bình làm cắt cái hình trái đất trước đi, rồi lát hồi vẽ lại cái đó sau, không sao. Vì cái này có mấy cái dao ở đây luôn, dao nhỏ ở đây làm
mấy cái chuột. Rồi để gì mình con muốn trái đất tròn hay là méo? Méo hả? Dung Anh tròn do hay là tròn completely round hay là sao đâu? Coi chừng nha, con né nha, con né nha. Dạ, yeah, almost done mấy giờ rồi? Còn 10 phút nữa. Ôi trời. Cái con dao này cũng biến. Nó làm cho tao ghê quá cái tay này. Ê, cái con dao nó phập ra một cái nó vào cái tay. Cái này là cái cần dao tay phải để xa ra chứ không phải là mày. Cái đường đi của dao. Rồi tắt đi mà, tắt đi mà. I support you. Rồi mẹ quay cho nó đi. Nó đang quay nè. Oh, you did it. Okay. I thought you say your sister did it. Okay, cho con miếng nè. Đó, mặt trời. À quên, trái đất ơi, trái đất. Trái đất ơi, trái đất. Đây, trái đất. Nè. Cái quả lấy ra đi, lấy ra, lấy ra. Mẹ mẹ mẹ. Mà cái quả bí ngô này nó biết chửi, chắc nó chửi con dữ lắm á, hành. Even. Sao con? Mình lấy ra nè. Lấy ra không á? Ok, I will come in. Cái tay nó yếu, nó không lên được. Ok, come in, come in. Help, help arrive. Ừ, vì nó có Even. Con muốn giúp làm cái. Rồi đó, 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 đó. Bây giờ con lấy ra đi, rồi. Ô. Oh. Thì con cắt xuống đó thôi, đâu sao đâu, don't worry. Rồi, thầy cắt thêm đi con. Cũng giỏi. Ừ. Coi như là con complete cái job của gì, unfinished job from anh Tiền Nhi. Rồi, sao đó thấy chưa? Wow. Good job girl. Oh, đẹp quá, giỏi. Rồi, giỏi rồi, Hammy giỏi rồi. Oh, giỏi ừ. Yeah. Good girl. Giỏi. Well done. Rồi, hay quá. Rồi gì bình mày còn thanh đờ cái này giải ngân hà hay là thanh đờ lai ta? Rồi đây, để xuống đây hai. Thanh đờ lai cho hai gì đâu. Quan thanh đờ lai. Thôi giải ngân hà dễ hơn nhưng mà phải vẽ một. Thôi kệ, vẽ thanh đờ lai chà, không sao đâu. Có đẹp thì cũng phải có xấu đúng không? Con làm được không? Gì thì cũng phải có thiên tai gì vô chứ, lúc nào cũng hành cũng đẹp không, coi dùng hành coi phạt để gì. Con có thể làm được không? Con muốn làm hả? Gì mình vẽ rồi con thấy không? Hay là sao? Phải làm. Đây đây, con gì mình vẽ thêm lại. Ok. Ok, ok. Con làm nhanh quá. Ok. Ừ, mình muốn nhầm cái này nhưng mà mẹ nói. Ồ, nhưng mà gì mình muốn làm nhanh nhanh, gì mình chạy vậy con làm lâu không? Giờ thêm vô. Cái này cũng được nhưng mà nấu nhìn thế thì không biết. Không biết hả? Không biết nấu ăn hơn hay là chậm hơn. Chà, mình cũng sẽ đẹp cái đó luôn. Thank you. Để không, con muốn lấy cái kia không? Không cần.
Thôi thì nó làm con dao nhỏ thôi, đừng cho nó làm dao. Không, 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 ý là con đâu kêu nó lấy dao kia mẹ. Sợ, tự nhiên sao con đi không đi cho nó. Ừ, được rồi đó con. Nhưng mà được cẩn thận nha, không được hả? Hay là giống như con muốn làm, con muốn làm cái nhỏ ở đây không? Ok. Here you go. Good girl baby. Thumi con không làm bông kình năm nay phải không? Đây đây cho đây con. Sao con không làm không? Are you sure? See, Hami helping nè. Contribute her work to do the big mission to create the planet. We have many planets here. Ồ, vậy mà cũng có ý tưởng ha, cũng được á ha. Vậy đó, xong một cái nữa rồi đó. Nhưng mà để chùi mấy cái gì đó màu bột đen đây nữa, đen rồi kia rồi xong. Hi hi, xin lỗi. Không sao, không sao, tắt cho Thanh. Chị mình chỉ ghi hình thôi mà đâu có phải gì mình làm gì đâu mà con phải xin lỗi. Dạ đồng nghe từ up. Hà Mi, it's okay con. You do it right. So keep going. Đó, chưa? Của mình đã. Mở ra triển lãm không? Nó so fun. Cô bắt bắt bần baby. Quá thế bần baby. Nhiều trò vậy trời. Ok, từ từ hết bây giờ. Đưa lên người mẹ té cho con. Té. Trời ơi, my first time luôn á, my first time. Tụi mi xuống. Cáp cái này luôn đó. Thắt cái bông kinh này luôn á. My first time ever. Thank you nha Vi. Học mà nghĩ là con nghĩ cũng khó dữ lắm mà dáng chịu khó ngồi nhẫn nại cái này. Đấy, cũng cái này là không có patience là cái key, cái main key. Good job girl, keep going. Nó gọi là khó thì không khó nhưng mà nhẫn nại thì làm xong thôi. Nó ná lộn lẻn nhé, trời ơi. Giọng chỉ lãnh lót lắm á mẹ tưởng à. Vô cùng lạnh nó. Thu My đẹp không con? Nè, đẹp không? You like it? No? Really? Nó chỉ thích mấy cái. You hurt my feeling. Thu My chỉ thích mấy cái puppy little pumpkin. Lạnh dương cái đó. Như cái này thôi đó hả? Tớ nghĩ nó hơi xấu. Gì? Sao? Gì trò á? Tới đây coi. Come here. Ê, để kia của mami. Ê, chị, không có phát của mami. Quẩy quá. Lấy tắm vào. I am scared. You're scared. I am scared. Oh, my goodness. Daddy needs a shower. I need a shower too. Mẹ hả? Lên Daddy tắm cho con hả? Shower, Daddy. Oh, no, Daddy can't shower. Bé kia nó ói, bé có sao không kìa? Có khi nào có bầu không trời? Mommy à. Mommy trời, tao thấy không khó. Ok, nhức đầu rồi, ói. Mommy. Rồi, được rồi, đây rồi. Ai đó có? Just mommy. Lấy được rồi đó con. Lấy được rồi nè. Thôi để dì mình làm cái kia luôn cho xong nha. Dì mình đi về rồi nha. Ha. Thanks for your help. Beautiful. Beautiful baby. Cái gì anh để được anh để mang dọn nha. Cùng lấy ra nè. 1, 2, 3. Cùng 2 lấy ra. Yeah. Wow. Beautiful. Clean up nha. Clean up. Thấy chưa? Clean up. Good team. Tại vì con mai mốt con lớn lên xíu con cầm con dao này thì nó gì hơn nhưng mà nó không an toàn cho con ha. Con làm đẹp. Cái này ai nít nhờ
to do the small app. See, I need help for this one. And I got your help. Very good. We are good team. Okay. Đó, đẹp rồi, đẹp rồi. Ok. Giờ là lấy cái gì lên ốc cái đen này đi nè. Đó. Bay vòng vòng coi. Mặt trời. Cái đó đúng rồi, đó còn. Đó còn. Con xoay vòng thôi. Nó thôi mà con xoay vòng cho đúng khớp thôi. Hiểu không? À, big one, big one, big one, no. À, cái này ở đây. Ừ đó, coi cái khớp thôi. Từ 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 nhẹ nhàng. Nhưng mà cái của gì nhỉ? Ừ. Đúng rồi con, mấy cái ngoài kia nó đúng rồi đó. Đừng ấn quá con. Yeah. Đạt chưa? Mình ăn Hà Mi. Bây giờ mình lấy cái gì mình lên ốc cho nó đẹp. Đẹp rồi. À, đẹp chưa? Mẹ. Ừ. See. Nó giống beautiful. Nó giống cái hàng. Giống cái hàng à. Nhìn vô nè. Ê, chắc đen đi. Đen hả? Cho giờ mình lấy cái khăn thì mình chùi cái này coi. À đâu lấy cái giấy đó chúng nó. Ê sorry nha chị Bình ạ. À. Vì xong rồi trường chạy đi luôn chứ không có dọn được không coi. Sorry nhiều luôn á. À Hà Mi ơi, bây giờ mẹ còn con giúp. Đẹp quá. Hà Mi mẹ còn con giúp cái này nè. Cái hai cái con dao đó đó, con cầm con bỏ đi xuống với cái thao coi giùm mẹ. Ừ. Dạ. Hai con dao kêu đâu. Rồi, con đi, yep, that's how you hold it, go. Bỏ vô cái để xuống sinh, dụng vô sinh cho mẹ luôn, thank you. Để lỡ em nó chạy tới chạy luôn, nó không có đụng chúng ta. Mommy ơi, con chưa có xong, you're almost done, bé. Để đi xuống đây còn mấy cái xe đó, còn mấy cái fan track, bỏ vô. Đẹp ha con ha. Like it. Cái này là cái có hai bình cực. Đó thì cực của con cái gì bình cái đó. Đó. Đây nè. Cái này của con lấy. Ừ. Cái này. Để tao lát hồi gì mình chụp hết. Bùm bùm. Ủa sao chùi không ra con ơi? Quên, không khưng được nữa. Tại vì giờ nó đã gỡ ra rồi mày hiểu không? Tự nhiên khưng lên. Nó phải vung như này. Ờ, dạ, I know I forgot Kimin lost this. Uh-huh. Yeah. You can clean up đi. Oh, finally. My first masterpiece. Moon, half moon. Earth. Sun, star. Đây là của Hà Mi nè. Đó, dễ thương chưa? Đó, cười dễ thương chưa? Còn này của dì Nhi nhưng mà mostly là của Hà Mi làm. Good job, Hà Mi. Tim đẹp chưa? Quá đẹp rồi. Rồi mình giờ mình đi lên trên nhà đất đây. Quá đẹp. Thank you, I have fun.